Ý là sao em không nghe rõ ạ? Có nghĩa là chưa đến chủ nhật đấy. Anh là thứ bảy quá. Vâng, bây giờ là chưa đến chủ nhật, hôm nay là thứ tư hay sao em mà đúng không? Ở đây thứ mấy nhở? Ôi em xin lỗi, em cũng không biết đây là thứ mấy nữa. Làm chứng nhưng mà cái lông đen dày như thế này. Em quay xuống cái lông đen cơ. Đấy. Ui nhưng mà... Nhìn xem. Không, nhìn xem chứ. Nhưng mà em là con gái thì... Con gái là phải 2-1 đấy. Phải ưu tiên chứ anh. Ưu tiên thì phải được nhiều hơn chứ, đúng không? Đúng không? Ưu tiên là phải được nhiều hơn chứ. Làm sao ưu tiên mà được giảm đi được. Thôi, bây giờ ưu tiên nhá là uống nước chanh đây đi. Nhưng mà thực sự em không uống được. Nói là anh luôn uống hết được một chén rượu đấy. Sao? Nói anh người có hết chén rượu quá. Có bắt tay không? Bắt tay trái thôi. Bắt tay phải đi nữa để em xem. Anh xem tay cho, trước anh làm vâng, gói mà. Đây, anh coi xem. Mày lại còn xem tay nữa. Ừ, tao xem được tay chứ. Dạ. À? Anh xem hộ em xem mà. Em có mấy cái hai tay. Anh đoán xem, đấy bây giờ anh xem. Đúng. Anh trước khi xem anh đoán nhá. À, anh đoán xem có. À, tay này có 4 cái. Không, em nghĩ là có 5 cái chứ. Không, 4 cái rồi, tay chỉ có 4 rồi. Không, hiện tại là ngón tay em có 5 cái thì em nghĩ là mỗi ngón tay sẽ đều có những cái vân tay khác nhau ấy. Cầm hai tay. Ủa thế anh nhìn thế này mà anh không biết là em có hay không nhỉ? Thôi chết rồi. Anh nhìn đâu. Vậy anh bói xem, anh bói xem có bao nhiêu. Thôi mà quay ngại à? Không có luôn. Có không anh? Anh vừa rồi bảo là có bao nhiêu cái hoa tay nhỉ? Anh bảo là có 4 cái ạ. Có 4 cái. Nói chung là tay này thì thật sự là không có một cái hoa tay này luôn. Đúng rồi ạ. Đúng nhưng rồi. Nhưng mà tay của anh bù lại cho em là vẫn có 4 cái. Ok chưa? Vâng. Thế anh có muốn xem nó tay còn lại không? Có. Rồi. Một cái. Sau cái tay này của anh lại bù lại và vẫn lại có 5 cái nữa. Thế bây giờ là tóm lại là em có bao nhiêu cái hoa tay? Anh với em cộng lại có 10 cái. Tất má. Đấy đấy, chỉ xem đầu ngón tay thôi, còn chưa xem vân tay đâu. Sao lại cười ơ? Không thể cười được bạn ơi, không thể cười được. Vấn đề tâm linh chứ, không cười được chứ. Cười hở mấy cái răng đấy, tâm linh đó. Sao lại cười như thế nhỉ? Ý là sao ạ? Em không hiểu ạ. Không. Mọi người, cả 10 người đây đều hiểu hết mà mỗi mình em không hiểu là sao? Anh anh có thể nói lại được không ạ? Không, ý anh là anh xem hoa tay thôi. Xem hoa tay. Ừ. Rồi chốt hạ lại là như nào anh? Là một bàn tay của em là không có hoa nào. Vâng ạ. Thì anh bù cho em 4 cái ở đây. Là bù kiểu gì cái. Anh? Đâu thì à? Mình cộng vào, mình cộng vào ấy, mình sẽ là mình cộng vào tay đây. Cộng bằng cách nào? Bởi vì là hai cái ngón tay của em với lại hai bàn tay của em với lại của anh đều là hai cá thể độc lập khác nhau. Ừ nhưng kệ, cứ cộng vào đi. Nhưng mà em không biết là cộng kiểu gì. Cộng như nào? Anh bây giờ anh là người nói bây giờ cộng như nào ạ? Anh cũng không biết cộng kiểu gì đâu mà. Thế thì vậy thì anh từ cộng vừa thôi. Anh cộng mười. Nhiều cái đấy để anh sẽ cho ở nhà. Ấy, khá lắm. Mà ta ở nhà nó làm thì ta cũng vẫn làm ngoài. Ý. Nhưng mà bạn nói xong chưa? Xong rồi. Xong rồi phải không? Ừ. Ý là bạn anh nó bảo là thì ngón tay nó kiểu một bàn tay của em phải không? Có một hoa tay. Nhưng mà của nó là có 4 ngón nữa. Nó có 4 hoa tay. 4 hoa tay thì sau này tính rồi vợ chồng về sẽ cộng vào lại sẽ là 10. Khéo thế. Ôi anh khéo nói chuyện quá. Thế à? Anh tên là gì ạ? Anh này hay là anh? Anh em hỏi anh ạ. Tôi anh không để tên đâu. Quay video anh ạ.
Đâu, cái này là không phải máy quay đâu ạ. Đấy, anh biết là không phải máy quay đâu. Vâng, vâng, nó chỉ là máy ghi hình thôi ạ. Anh còn gì muốn hỏi em nữa không? Có. Vâng, anh hỏi đi ạ. Nhưng mà cảm giác mình như kiểu con chuột bạch ấy. Con chuột bạch ấy ạ. Để người ta thí nghiệm ấy. Ai là người thí nghiệm? Máy quay mới mua đúng không? Vâng, máy... Đây, cầm anh ra để thử máy quay đúng không? Không phải, ý là đấy thì máy quay thì em cũng vừa mới có thì cũng đang làm quen thì thử cầm xem là cái chất lượng mà máy quay quay lại xem như nào. Xong để thử máy quay luôn. Dạ không là. Hình ảnh nó nét xong là âm thanh nó có sống động không? Đúng rồi ạ, đây đang test camera và test mic ạ. Đấy, em rất là vui và rất là vinh dự khi mà ngày hôm nay được ngồi đây và đứng trong khung hình. Đấy, chị, đúng rồi, em và anh được đứng trong khung hình. Đấy, một trong những thước phim đầu tiên trong cái máy ảnh mới này của em. Chiếc camera mới này của em ạ. À, ừ. Còn trong năm nay thì mình sẽ mua 5 cái camera như thế này rồi. Hả? Trong năm nay mua mấy cái camera như thế này rồi? Cái này là cái đầu tiên và một cái duy nhất và chỉ một lần duy nhất thôi ạ. Thế kênh thì trước giờ là dùng cái cam gì? Cam chạy bằng cơm á? Đúng rồi ạ. Không thể nào mà đăng ra được. Đúng rồi, trước đến giờ thì em toàn xài các camera là chạy bằng cơm thôi. Chạy bằng cơm thì thế là đọc truyện à? Mô tả? Vâng ạ. Thôi. Xinh gái còn nói điều nữa thì chết. Ôi. Em đâu có điều đâu, em chỉ bốc khuyên thôi à. Xinh gái là không được phép nói điều nhiều, nói điều nhiều người chết lắm. À, thế đã có ai chết đâu, em thấy tất cả mọi người đây đều sống sờ sờ. Em nhìn đây rồi, nhiều người chết trong lòng đúng không? Chết trong lòng nhỉ? Ừ, anh ơi, nếu mà chết trong lòng thì làm sao mà sống được? Vẫn sống nhưng mà người ta sống đỡ đời. Vâng. Đây này, anh hỏi em từ nay đến giờ thì em cũng không biết là anh tên là gì. Em đặt cho anh một cái tên đi. Ôi, cái này thì em không có làm được rồi. Anh cứ nhìn em tên, đặt một cái tên rượu đi nhỉ? Dạ. Đặt một cái tên khi say rượu đi. Tên là gì? Tức là hiện tại là anh có chút say rồi nhỉ? Anh say lắm rồi, giờ anh không nhớ tên anh ấy. À, tức là anh say rượu ngô đúng không? Rượu ngô Hà Giang đúng không? Đúng rồi, rượu ngô Hà Giang say lắm, không tỉnh được. À. Anh cười tiếp. Không phải nói chuyện với người đúng người, cảm giác nó say quá. Thôi mà, xin đấy. À, rồi, vâng. Lắm để các bác về ngày nay ạ thì mấy con bây giờ chúng em biệt đội ế chúng em thì hôm nay là vào đây để mà ăn cơm được lời mời của anh Lưu Mạnh Hùng, anh Hùng Mèo Vàng là có mời chúng em vào đây để ăn cơm ăn cỗ. Thật rồi. Đây là bạn của anh Hùng à anh Hùng? Bạn luôn. Hả? Bạn đấy. À thế à? Ủa. À, đây để sau này nếu mà em có dịp em mở kênh YouTube thì các chị, các bác, các cô, các chú thì ủng hộ em nhé. Anh cũng say chưa? Anh chưa say nhưng mà đây là bạn anh. À. 26 năm rồi, chưa biết gái là gì cả. Chưa biết gái là gì ạ? Ừ, còn biết con gái nó kiểu, bây giờ mình mô tả con gái đơn giản nhất đúng không? Con gái thì vẫn là con gái nhưng mà còn không biết là con gái nó sẽ, những bộ phận nó khác nhau như nào với con trai ấy. Là bạn ấy còn chưa biết con gái là như nào. Có thể có giống nhau. Bạn mình cười nhỉ. Bạn đã biết rồi mà sao nó không tưởng giống nhau ấy chứ, như kiểu con trai mình chứ. Điền nó thường ra khách nhau nữa. Ồ, mình có biết đâu. Con mê nhỉ. Thế bạn mình hơi bị buồn đấy bạn mình ấy. Tại sao lại khách nhau được? Ủa, con trai con gái cũng giống nhau. Tưởng là trai với gái là giống nhau hết chứ. Ồ, bạn bán thịt hơi nhiều chứ, bạn này xa lạ rồi. Bạn là nhầm đấy. À, khách nhau ấy. Em tưởng là giống nhau chứ. Ê, sao lại thế nhỉ? Thế là nhà anh ở tận đâu hả anh? Nhà anh á? Vâng. Nhà anh cách nhà em chỉ một tí thôi. Anh có biết em ở đâu không? Anh biết em ở đâu mà. Nãy vừa hỏi rồi. Em ở đâu? Em ở... Thôi đừng nói thế, nói thế nữa nào. Ở đâu không biết nhưng mà mai nói. Ừ. Ở đâu à? Anh ghim chỗ em ở rồi, giờ anh không biết em ở đâu nữa.
Anh ghim chỗ đấy rồi. Thế chứng tỏ là anh không có nhớ là em ở đâu đây là... Không, nếu anh không, đang nói không, giảm nói tránh thôi đúng không? Không, không quay phim là anh nói được luôn đấy nhưng mà... Vâng, hiện tại thì không có quay ạ. Ai quay phim đâu, bây người ta cầm cái máy kia. Mặt người ta, anh không dành ấy. Anh ghi lại đấy. À, vâng. Đúng không? Không, tại vì bạn anh là chưa bao giờ biết phương án là gì nhưng mà hơi ngại nên là vậy thôi em ạ. Ủa đây, đây có mấy bạn nữ đây này, các cô chị em phụ nữ đấy, à, là con gái đấy. Chị em với phụ nữ là khác nhau, con gái là khác nhau. À, thế em là phụ nữ rồi. Đúng rồi. À, em là con gái nên em hơi ngại ngùng ấy em ạ. Ơ à, thật. Ơ à, thật bao nhiêu nữa. Ơ em phụ nữ rồi, em có một con rồi. Em một con nhưng nó chưa có người yêu. À vâng. Cốp xe tao mở đấy, cứ vứt vào đấy, cứ gặp thì cứ vứt vào đấy. Đến nay là em hỏi anh mà anh vẫn chưa nói cho em biết là anh ở đâu, anh tên gì. Tự nhiên anh hỏi chuyện em mà đấy bây giờ là... có phải anh... Nhưng bước đầu làm quen thì tất nhiên là sẽ phải hỏi tên của nhau để mà em còn biết xưng hô với anh. Rồi ok nhưng mà... Anh thì biết tên em rồi nhưng mà em... Anh thì mày quay anh người anh run đấy. Anh không... Mày quay người ta cái hình thức thôi. Cầm, người ta cầm lên để cho vui chứ người biết ta đâu cái... biết đâu không mở màn lên đúng không? Chỉ lên ảnh lúc này thôi biết đâu lên. Biết đâu mày quay vào đi gặp mưa phùn nó hỏng rồi đúng không? Đấy nhưng mà mình đứng trước ống kính ấy, mình ngại mình không nói được tiếng ấy. À. Vâng. Thế bạn là tính khác được không? Anh người dân tộc gì à? Anh là dân tộc ấy. À dân tộc Mông ấy. Dân tộc kia à nhầm dân tộc Mông. À, hình như là em nghe mọi người bảo là hình như là người Mông ấy thì những chàng trai thì cũng chỉ có thích những cô gái người Mông và những cô gái Mông thì cũng chỉ thích những chàng trai người Mông thôi, kiểu mọi người đến với nhau là thích người cùng dân tộc thôi đúng không anh? Không, nó có ngoại lệ chứ. Đúng. Thì nó sẽ không phải người cùng dân tộc ấy. Không sai hẳn được. À, không sai hẳn. Bởi vì mới gặp nhau lần đầu mà. À, nếu mà gặp nhau vài lần nữa thì có thể là sai hẳn đấy. À. chết rồi. Cũng dạ, không biết nói chuyện ấy. Đang ghi âm đúng không? Dạ không, em đang... Ui, cái mic của em nó đang bị hỏng ấy. Đấy gặp anh cái là nó hỏng luôn này. Nó kiểu nó... Này, nó bong cái này ra. Em nghĩ chắc cái này là nó bong ra là chỉ để mỗi cái logo này thôi. Thế thì em còn lãi hơn anh ấy. Bởi anh đi vào đây xe anh bị hỏng luôn. Xe bị hỏng luôn nhỉ? Chắc tí nữa phải đi nhờ xe em ra. Em thì đi với em gái rồi. Kệ, cho em gái em ở đây. Hả? Cho em gái đi bộ ra. Nhưng mà em đâu có biết anh ở đâu đâu. Thì chị Google chỉ đó. À, vâng, em thì đi với em gái của em khả năng là không có thêm anh được rồi vì là không kẹp ba được. Luật giao thông đường bộ là không cho phép. Tí nữa cái vành xe để anh lấy cái áo anh lau cái vành xe để tí mình bám vào cái vành được. Ok chưa? Dạ. Trời ơi. Tí, nhớ cho anh một slot bám cái vành xe nhé. Ôi, anh nói chuyện này thì thật sự là em không biết trả lời sao nữa. Thế chẳng nghe bảo không cho đi. Không cho anh đi bộ ra chẳng lâu và chẳng thương anh à, đúng không? Đấy, cho báo cái bánh xe đi ra nó nhanh thì chứ. Cùng lắm thì cho anh mượn cái dây anh buộc vào cái đít xe thôi anh. Anh vừa cầm anh vừa chạy theo ấy để lấy đà ấy. Okay. Thế là anh đã có bạn gái chưa? Có người yêu chưa? Anh còn chưa biết là gái là cái gì. À, anh chưa có bạn gái nhưng anh có vợ và có con và có gia đình rồi nhỉ? Chưa vợ, chưa con. Chưa mảnh tình để bắt vai. Chưa mảnh tình bắt vai. Thế vậy thì em nghĩ là bố mẹ anh chắc là cũng giục anh lấy vợ rồi đúng không? Mẹ anh bảo lái đi chơi ấy, phải đi chơi đến 11 giờ. Đi chơi đến 10 giờ về chém chết. Sao lại thế ạ? À? Để cho đi được mới giao lưu được với tao gái. À thế ạ. À. Thế thì vậy Tết năm nay là nếu bố mẹ anh mà giục quá thì có lẽ là chắc anh cần phải kiểu thuê một bạn nữ nào đó để mà kiểu đóng vai làm diễn viên để mà cho anh đỡ phải bị bố mẹ giục nhỉ? Anh không cần diễn viên đâu. Nếu mà năm nay nếu mà bố mẹ anh mà giục quá ấy, thì anh sẽ nhờ em. Bởi vì chúng mình quen biết rồi, chúng mình sẽ không phải thuê nhau nữa ấy. Đúng không? Mình không phải thuê nhau nữa. Ờ, anh chỉ nhờ thôi. Ok không? Lúc đấy có hộ anh được không? Phúc gì? Anh nhờ em còn mang tội ra. Thế thế lúc đấy nếu mà nhờ em có hộ anh được không? Tại sao lại cười? Tại sao lại không đồng ý nhỉ? Mà tại sao lại cười nhỉ?
Thế chính tỏ là người này không phải người tốt rồi. Không, tại vì bây giờ là thực sự là em cũng chưa biết anh là ai. Anh mới chỉ có mời em một ly rượu ngô này thì em cũng chưa biết anh là ai ấy, nên là kiểu cảm giác là chưa có biết anh như nào ấy thì anh kiểu... nhờ em thì em lại không biết là nhất đông kiểu tự nhiên thế bây giờ em với anh nhá làm đóng vai diễn viên đi chẳng hạn đi đấy. nó học ngành diễn viên về mà em. Ok anh hiểu kiểu ý nhá. Thế bây giờ em thôi. anh nhờ em về làm diễn viên hoặc là nhờ một bạn nào đó mà kiểu tự nhiên không biết tên thế thì bây giờ kiểu cảm giác mà nó không tròn vai diễn ý. Không thì lúc đấy mới cần đến cái độ diễn của diễn viên chứ. Nếu mà biết hết vai biết hết câu thoại rồi thì diễn viên nó hơi kém ấy. Đấy gọi là mình diễn viên mình tự diễn ấy. Nhưng mà có thể diễn với nhau cả đời cũng được. Diễn với nhau cả đời á? Đây ví dụ như thế, chẳng hạn như thế. Nhưng mà nếu như mà diễn với nhau cả đời thì liệu có lâu có không? Chứ em sợ tiền cát xê nó cao quá ấy. Không, tiền cát xê lúc đấy nợ. Nợ à? Nếu mà diễn lâu quá thì nợ chứ. Nợ kiếp này để kiếp sau đến để mà trả đúng không? Đúng rồi. À là kiếp sau là vẫn còn có duyên với nhau ấy ạ? Đúng rồi. À. Nếu mà diễn nhanh thì giả được, chứ còn diễn lâu thì phải nợ. À, ồ. Đấy, ví dụ như là kiếp sau làm trâu làm ngựa ấy, để mà giả ấy. À, vâng. Sao? Em nhìn anh, anh nhìn em như, em nhìn anh, em cứ buồn cười kiểu gì ấy. Anh nhìn em buồn cười hay là em nhìn anh buồn cười ạ? À? Anh nhìn thấy em nhìn anh buồn cười kiểu gì ấy. Không phải, thật sự là... trước những cái câu nói và những cái lời nói như này của một chàng trai người Hơ Mông thì anh thật sự phải nói là anh nói chuyện rất là khéo nên em cũng không biết là trả lời như nào bởi vì em như em nói rồi đấy em thì cũng không biết nói chuyện ý bởi vì rượu vào lời dài thì anh toàn nói chuyện thật đấy. À đấy vâng. Thì nãy giờ là toàn nói thật mà. À vâng. Nhưng mà em lại cho là khéo thì em đi gặp nhiều người nói chuyện khéo hơn ấy thì anh không biết còn bạn anh thì bạn anh chỉ biết nói thật thôi mà anh không biết nói khéo được. À vâng. Sao càng cười thì càng xinh này. Cười em được cười nữa. Thôi vậy thì em khóa cái miệng của em lại ạ. Đấy. Giờ khóa lại nhìn lại còn duyên nữa cơ chứ. Đó. Đấy, tôi. Con cũng không nhìn, càng nhìn càng thấy xinh. Chết. Tôi thế là vậy sáng nay là anh ơi sáng nay thì anh ra đây từ sớm luôn ạ? Ừ, anh ra đây từ cái lúc 3 giờ sáng ấy. À. cái lúc mà gà còn chưa gái cơ anh đã anh ra đây để mà giúp nhà anh Hùng là chuẩn bị những cái mâm cỗ như này nhỉ? Ừ đúng rồi. Đây đến giờ mà hỏi tôi... anh vẫn không thể nào nói tên của anh cho em biết nhỉ? Không anh nghĩ là nói sẽ ngày mai em sẽ không nhớ ấy. Không, hiện tại thì em rất là tỉnh táo bởi vì em không có uống rượu nên là em sẽ nhớ. Thế thì anh để cho em nhớ mà thôi, không nhớ tên nữa. À, thế cho em phải luôn với tí. À, ôi dồi ôi, thôi xong rồi. Thôi tắt mic và uống rượu đi em. À, em thật sự không uống rượu được, anh thông cảm. Vẫn cho em nhấp môi má, ôi một cái lông đen 18 người say em không thích nữa. Một cái lông đen 18 người say là sao ạ? Có nghe em chỉ có uống một cái lông đen đấy nhưng mà 8 người ta say hết rồi. Đâu? 2, 4, 6, 2 người say về nhà rồi, còn mỗi 6 người trụ được ở đây rồi. À, vâng, thế là một lúc nữa thì anh sẽ lại đi về nhà. Không, anh bám anh xe em đi mà. Em thấy trên này thì nổi tiếng là rượu ngô là nhiều nhỉ anh nhỉ? Đâu cũng thấy là rượu ngô và mở đầu câu chuyện là như thông thường đều là bằng chén rượu, chén rượu ngô nhỉ? Biết đâu người ta pha rượu lúa sao? Vâng. Thôi, anh ăn cam đi, em thấy anh cũng hơi say rồi. Anh nhìn đi, đầu này thì camera này, đầu kia camera nữa. Đâu rồi?